22 độ. Tại Nam Căn và Ngọc Hiển, đêm có mây, ngày mây thay đổi trời nắng, gió nam tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Còn tại khu vực thành phố Cà Mau phổ biến là đêm có mây, ngày mây thay đổi trời nắng, gió nam tây nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 33 độ. Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết trên các vùng biển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Vùng biển phía đông mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông gió nhẹ, biển bình thường. Vùng biển phía tây mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đổi hướng biển bình thường. Dự báo thủy văn, mực nước tại thành phố Cà Mau trên sông Gành Hào cao nhất 0,60 m, xuất hiện lúc 6 giờ 30 ngày 27 tháng 2, thấp nhất 0,17 m, xuất hiện lúc 14 giờ ngày 27 tháng 2. Độ mặn dao động từ 24,5 đến 26 phần ngàn. Tại thị trấn Sông Đốc trên sông Ngâu Đốc cao nhất 0,73 m, xuất hiện lúc 2 giờ 30 ngày 27 tháng 2, thấp nhất âm 0,06 m, xuất hiện lúc 12 giờ ngày 27 tháng 2. Độ mặn dao động từ 25,5 đến 29,5 phần ngàn. Tại thị trấn Nam Căn trên sông Cửa Lớn cao nhất 1 m, xuất hiện lúc 3 giờ ngày 27 tháng 2, thấp nhất âm 0,97 m, xuất hiện lúc 12 giờ ngày 27 tháng 2. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 26 tháng 2 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Việt Nam tiếp tục thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax giai đoạn 2. Đây là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người. Giải ngân khẩn cấp 75 triệu euro để hỗ trợ việc xác định nhanh biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 trước nguy cơ bùng phát một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới. Thiếu kinh phí bảo trì, nhiều dự án đường bộ ngày càng xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong khi đó vẫn chưa có sự thống nhất về trách nhiệm trong công tác duy tu bảo trì đường. Trở thành một xu hướng thời dịch bệnh, các đại lễ cầu an ngày rằm tháng giêng được tổ chức trực tuyến trên cả nước để tránh tụ tập đông người. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, Việt Nam sẽ mua, nhập khẩu và tiếp nhận viện trợ, tài trợ khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm nay để tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên. Việc mua vaccine được thực hiện trường hợp đặc biệt quy định tại luật đấu thầu. Sẽ có 8 đối tượng được ưu tiên tiêm miễn phí, gồm lực lượng tuyến đầu để chống dịch. Trong đó, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ phòng chống dịch COVID-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên cùng với quân đội và công an, cán bộ, nhân viên ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh và hải quan, người cung cấp dịch vụ như là hàng không, vận tải, du lịch, điện nước, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, những người mắc bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, người sinh sống tại các vùng có dịch, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người được cơ quan nhà nước cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài cũng sẽ được tiêm miễn phí. Những người ở các tỉnh thành đang có dịch và vùng có dịch sẽ được tiêm trước.